Rau đây nè. Hôm nay ngày mùng 2 Tết Tây, bây giờ mình sẽ đi ăn đồ chay. Tiệm này bán đồ chay cũng ngon lắm nè, gần hãng chị Thảo. Thank you. Mình quay địa chỉ cho các bạn coi nha. Em muốn màu quế đi, đây muốn màu quế ngon. Lươn cầm chiên. Số 34 hả? 31. 31 hả? Lại giờ là cơm tay cầm. Cơm tay cầm á? Có miếng không đang rồi á. Có miếng hả? Thôi thôi cái đó có miếng. Ừ cái đó hôm bữa đó em thích ăn á. Ăn kêu nó đi ha. 31 chứ là 35 là cơm chiên đó. 35 chịu không? Nè. Cơm chiên số 35 còn cái số 31 là cơm tay cầm. Cơm miếng. Như là cái bún bò Huế. Thầy thêm phần nữa không? Thầy em ăn cái xôi của Thảo giờ em no luôn hả? Vậy kia cái gỏi cuốn nữa vậy được hả? Ừ, nhiều quá ngon. Nhiều kia quế rồi đó. Rồi được chưa? Rồi. Kiều cuốn ha? Kiều gỏi cuốn hả? Gỏi cuốn số 2 đó. Số 2 hả? Fresh. Số 2, ok. Bánh. Rồi. One number 17. Mẹ Thành. Mhm. Yeah. 131 and 135. That's it. That's it. Thank you. Ừ, cái xe vàng nó ở đầu nè. Bé hôm nay đi ăn gì cô bé? Hôm nay nghỉ. Hôm nay cô bé được nghỉ hả? Qua để chợ xanh lắm. Chợ xanh chợ lắm. Chợ Marina hốt. Chợ Marina đắt. Bún bò Huế chay hấp dẫn ha. Nói thì cái này mình kêu ba bốn món ăn gia đình, họ cho mình cái tô nhỏ mình share ra mình ăn chung. Còn nếu mà mình ăn riêng mình thì là cái tô này một người ăn được rồi. Để làm nè, làm cái này là bún bò Huế chay. Bún này là tàu hủy của Ocean bán đó.
này là chả lụa chay. Không, chả lụa chay. Đúng rồi, để ớt vô. Ớt nằm bên mẹ đó, phải không? Nè mẹ, ớt nè. Nó mẹ ăn đó, mẹ đi lấy này. Mẹ gọi cứu. Đó mẹ ăn múc đi. Rau đây nè. Tôi chỉ là rai, em tưởng là rai trắng á. Ừ, giống như thứ dạng cơm của Hàn Quốc đó. Thảo trộn của tôm cây cầm lên đây hả? Thì không trộn múc ra, bắt trộn. Cho mấy dĩa không, đi vào bên kia đi. Kém này bạn. Cơm tay cầm sao hả? Ăn nêm nếm sao, có bị mặn không? Có bị ngọt gì không? Không. Vừa ăn hả? Nếu mà ăn thêm một tí xíu không? Cái này là bún xào. Có cơm dưới hả? Cơm ở dưới á. Cơm dưới nè. Mà phải trộn lên mà sao không trộn hả? Cần trộn. Không cần trộn hả? Vừa ăn hả? Có cần để thêm nước tương không? Thêm mấy tiếng nước tương. Để nước tương với lại tương ớt hả? Có mùi khác khác hả? Tức là cơm niêu á. Cái mùi cơm niêu á. Ngon không cô bé? Ăn được không? Được. Thích ăn miếng không? Sang này nó không thích ăn miếng, ăn cơm. Cái cơm chiên này gồm có đậu Hà Lan, cà rốt với lại tàu hũ. Nhưng mà họ chiên á, nó có cái mùi cái khét của cái chảo á, ăn thơm lắm. Cái này đáng thử ha, các bạn tới order cái phần cơm chiên ăn thử nha. Cái này là có bì, có cà rốt, có tàu hũ. Trước chấm cho nó béo. Có thể nó dùng sữa hoặc nước cốt dừa. Tại vì nếu mà nó để khi là nó phải hỏi ha. Giống như bữa mình ăn cái quán Banana Leaf á, nó hỏi là có ăn được peanut không á.
này nó không có hỏi, chắc là không phải làm bằng không có làm bằng peanut đâu ha, nhưng mà làm bằng đậu phộng đâu. Cái mình nước chấm ở bên Việt Nam mình là có làm bằng đậu phộng không? Cái nước tương đen á. Sao này như cũng làm đậu phộng mà hồi xưa nó để bày thêm tương ớt cho lại ngon. Mình lấy thêm chút xíu nữa tương vô. Thứ á, cùng loại cơm á. Nhưng mà này nó để vô niêu. Ừ. Giống thêm miếng nước tương với lại tương ớt ngon. Xong ăn hết. Cái này không biết tổng thiệt hại của bữa hôm nay nhiều nữa, tại vì nó nằm ở trên cái máy. Ủa này có được ở nè, có nè, để coi nè. Tổng thiệt hại của bữa ăn hôm nay nhiều nha. Cho các bạn coi cái địa chỉ luôn nè. 52 đồng. Trung bình là một phần là 13 đồng nè. Gỏi cuốn là 9 đồng. Cái này 52 đồng cũng không mắc ha. Ăn no luôn. Ở đây á là người tàn tật á, họ đi cái xe này nè, rồi xong họ có con chó nó dắt đường. Labrador hả? Đó, có con chó dắt mà thường mấy người mù quá cũng có con chó dắt. Dạ, bữa nay nhà máy đem chó mình trả. Nó đem về ba nó luôn, sáu ba nó bạc đó, ba nó mai nó đem xuống nó trả chỗ. Ở đó nó từ nhiều chuyện á, nó trả. Nó đem về cho ba nó nuôi, ba nó đâu có nuôi, con kia nó đi học ở trên Santa Cruz. Rồi đưa ba nó trên sông Phan, ổng đuối quá, ổng nó hơi trả. Ngày mai đi đem xuống trả. Mà con chó đâu, chó cái đẻ nữa. Thí rồi. Chó cái thí rồi. Có no không cô bé? Ok. No bể bụng. Ăn... không mà ăn no bể bụng mà có đâm mấy động rồi hả? Cũng không bể bụng no được, vừa phải. Để mẹ sống ăn đi trời. Trời ơi, vậy sao mẹ không ăn làm ta ăn đón chết. Trời ơi.